Vâng, xin được kính chào quý anh chị em quay trở lại với kênh của Em Tới Ô Tô tại địa chỉ cơ sở 2 số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trên thị trường xe đã qua sử dụng thì em xin giới thiệu cho quý vị một mẫu xe mới về bên em, đó là Toyota Fortuner máy dầu số sàn, thì cá nhân một chủ. Vâng, cùng em khám phá qua chiếc xe. Thì với phần đầu chiếc xe sau 5 năm sử dụng thì vẫn còn giữ độ bóng, và chiếc xe cũng được trang bị thêm viền đèn mạ cờ rôm. Những thanh ngang của ca lăng thì được mạ cờ rôm rất sáng bóng quý anh chị nhé. Vâng, cụm đèn trước của chiếc xe này có đèn bi, nét và đèn pha. Vâng, thì chiếc xe cũng được trang bị với lại đèn chiếu sương mù đấy ạ. Vâng, thì có đường viền theo hai cụm đèn. Thì na răng đa chấu kép được sơn đen, cái quý giá nhất của chiếc bánh xe đây. Vâng, với vành 17 inch, nốp theo xe rất còn dày quý anh chị nhá. Vâng, nước sơn của chiếc xe mới bóng, chủ xe đi rất giữ gìn quý anh chị. Xe được trang bị ốp bậc lên xuống, tay nắm cửa mạ cờ rôm, viền chân kính. Xe cũng được ốp gương chiếu hậu. Vâng, thêm xe được lắp chắn mưa, giá lóc thể thao cỡ lớn, quý anh chị đi có thể chẳng đồ rất là thoải mái tự tin. Chiếc xe phía sau đây thì cụm đèn sau cũng được trang trí đường viền cờ rôm, và cụm đèn phía sau là dạng đèn halogen. Xe lốp sơ cua cũng hạ mà đi 1-2 lần thì xe vẫn còn rất dày. Vâng, thì xe cũng được trang bị cảm biến. Vâng, xe cũng được trang bị cảm biến rất là an toàn. Mở khoang máy ra rất là thơm. Vâng, cửa gió hàng ghế thứ 3. Hàng ghế thứ 3 này chúng ta có thể gập lên 50-50, rất là rất là rộng, thoáng quý anh chị nhá. Vâng, xe em được trang bị ốp bậc chống xước cho xe đấy ạ. Vâng, ốp bậc chống xước cho xe. Chiếc xe em được trang bị phanh trên cao. Vâng, trang bị phanh trên cao đây quý anh chị nhá. Vâng, cùng em khám phá phần nội thất của chiếc xe bên trong quý anh chị nhá. Nguyên bản chiếc ghế theo xe quý anh chị. Vâng, táp bi cửa được pha lỉ. Phần kính cửa lên xuống thì được ốp giả vân gỗ. Vô lăng được bọc da đây quý anh chị. Vẫn còn kết hợp với lại các nút bấm. Vâng, nguyên bản theo xe đây quý anh chị nhá. Vâng, đây là cụm chỉnh đèn gập gương. Vâng, chỉnh gương. Đây là điều hòa cơ, một dàn lạnh và hai cửa gió sau. Xe cũng được trang bị màn hình DVD rồi quý anh chị nhá. Đầu USB, đĩa DVD. Vâng, chiếc xe thì số sàn, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, tính bền bỉ rất là cao. Vâng, hàng ghế thứ hai có thể gập 60-40. Quý anh chị có thể để đồ to phía sau. Khoang hành lý, ghế ngồi rất là rộng. Bên em về một con này phải nói là cực kỳ chất. Thì với một chiếc xe đã qua sử dụng, em luôn cam kết cho quý anh chị về xe, đó là xe không bị tai nạn, không bị ngập nước, giấy tờ an ninh pháp lý rõ ràng, xe không bị thủy kích quý anh chị nhé. Vâng, với chiếc xe bên em còn hỗ trợ cho quý anh chị 70% trả góp ngân hàng. Thì một chiếc xe Fortuner 2016 này bên em đang bán với giá là 725 triệu. Vâng, 725 triệu, biển thành phố. Rất mong quý anh chị ủng hộ kênh cho Em Tới Ô Tô. Kính chúc quý anh chị một ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị. Vâng, xin cảm ơn.